Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận video ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ là ngày 8 tháng 6 ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ năm là ngày 9 tháng 6 rồi và bây giờ là khoảng 8 giờ 40 phút tối giờ Cali. Hôm nay thì công ty cũng khá là bận cho nên à, Thuận cũng làm video trễ. Nhưng mà các bạn thấy là hôm nay cũng không phải là một ngày mà có nhiều thông tin nổi bật đâu. Nhưng mà cũng có một số những tài liệu quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết thì các bạn nhìn thấy được là giá của BTC thì cũng không có gì khác biệt so với là ngày hôm qua chúng ta vẫn ở cái mức là 30.229 sau khi chúng ta có 48 tiếng đồng hồ lên xuống liên tục như các bạn thấy trên màn hình thì giá cũng đã tiếp tục giữ được mức là trên 30.000 đô và nhìn chung thị trường thì các bạn thấy được là cũng không gì là nổi bật lắm chúng ta có thể nhìn những đồng lớn thì các bạn sẽ thấy được là những đồng lớn đó như là BTC thì trong vòng 24 giờ qua tăng 0,9% Ethereum cũng tương tự BNB thì tăng 1,2% Cardano tăng 1,8% nói chung cũng không gì là đặc biệt lắm khi mà các bạn nhìn vào những đồng lớn chúng ta có thể thấy được là thị trường chứng khoán hôm nay là sao thì chứng khoán hôm nay đó chúng ta thấy được là ở hoa kỳ những chỉ số lớn nó cũng là màu đỏ thì ít ra các bạn thấy hôm nay chứng khoán xuống nhưng mà btc đó vẫn có thể giữ được trên 30.000 đô và cái phần trăm xuống nó cũng không bao nhiêu nhiều lắm cho bạn thấy được là chỉ số nasdaq thì xuống 0,7% S&P 500 thì xuống 1% và Dow Jones thì xuống 0,8% Còn về hiện bây giờ đó, hợp đồng tương lai thì hầu như là bằng phẳng Các bạn thấy được là cũng đỏ một ít mà thôi như là cái số xuống nhiều nhất bây giờ đó là hợp đồng tương lai của Nasdaq là xuống 0.19% mà thôi. Còn về hợp đồng dầu đó các bạn thấy dầu hôm nay cũng tăng thêm một ít. Chúng ta đang ở mức là 122 đô cho một thùng dầu thì đây là cái mức cũng rất là cao luôn. Còn về vàng thì các bạn đã thấy là cũng không có gì thay đổi. Mức là 1856 đô cho một ounce vàng hiện tại và chúng ta nhìn vào những thông tin nào nổi bật nói chung trên thị trường tài chính á, thì có một tài liệu đó chính là cuộc họp sắp tới ở ecb thì chúng ta thấy được là trong cuộc họp kế tiếp này đó thì có khả năng là ngân hàng trung ương châu âu sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch các bạn đã thấy được là chúng ta có những quốc gia như là Hoa Kỳ như là nước Anh thì đã tăng lãi suất rồi tại vì chúng ta được là cái phần trăm lạm phát đã tăng cao thì ở châu Âu cũng tương tự nhưng mà chúng ta đã thấy là châu Âu nó khác một chút tại vì châu Âu đó tình hình nó bất ổn hơn nhất là chúng ta thấy châu Âu thì gần với cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine hơn cho nên vì nhiều cái yếu tố đó thì châu Âu bây giờ đã vẫn chưa có tăng lãi suất nhưng mà cuộc họp tới đây đó thì có thể họ sẽ tăng lãi suất lần đầu tiên sau đại dịch và có thể là tăng vào tháng 7 và tăng bao nhiêu chúng ta bây giờ cũng không có biết, hợp xong chúng ta mới biết được. Nhưng mà hiện bây giờ ra thì họ nghĩ là có thể tăng là 50 basic point nghĩa là 0,5%. Đó là điều mà chúng ta sắp sửa thấy từ châu Âu. Chúng ta thấy được là một tài liệu khác nữa là ở Hoa Kỳ đó thì đương nhiên điều mà nhiều người chờ đợi ngày mai đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái thống kê thất nghiệp và sẽ được chia sẻ ngày mai nhưng mà cái điều quan trọng hơn đó là thứ sáu tại Hoa Kỳ hai ngày nữa chúng ta sẽ có cái chỉ số CPI cũng như là phần trăm lạm phát tính theo hàng tiêu dùng thì CPI đó là một chỉ số mà rất là quan trọng mà chúng ta thấy được là cho tới bây giờ đó ước tính là lạm phát sẽ tiếp tục giảm thêm nữa Giảm một ít chúng ta đã nhớ là tháng rồi đó chỉ số CPI 12 tháng là 8,3% thì kỳ này những nhà đầu tư đó thì ước tính là có thể xuống còn 8,2% phần trăm Chúng ta hy vọng đây là sự thật tại vì nếu như mà làm phát không có sự suy giảm thì chúng ta thấy được là Fed sẽ không có thay đổi xu hướng đâu. Nhưng mà nếu như mà nào mà còn chờ đợi xem có là Fed có tăng lãi suất tháng này hay không thì tôi nghĩ là tuần sau đó khi mà Fed hợp thì khả năng tăng lãi suất của Hoa Kỳ vẫn rất là cao. Hầu như là gần 100% rồi là Fed sẽ tăng lãi suất và tăng khoảng chừng là 0,5% chúng ta nhìn vào những cái chỉ số à, như là những cái hợp đồng tương lai bây giờ đã hầu như 98 phần trăm đã nghiêng về cái xu hướng đó rồi và tháng 7 cũng tương tự cho nên hai tháng tới đây đó thì khả năng là Fed vẫn sẽ tăng lãi suất cái mà chúng ta hy vọng là trong hai tháng này chúng ta thấy được là chỉ số làm phát CPI có cái sự suy giảm thì à, bắt đầu từ tháng 8 thì Fed có thể là nới tăng một chút cũng có thể tăng nhưng mà tăng phần trăm thấp hơn và đó là điều mà chúng ta muốn thấy thì lúc đó thì dự tài chính mới có cái sự đổi chiều được chúng ta thấy được là ngoại chi này ra đó, thì đương nhiên lãi suất tăng thì sẽ dẫn đến một cái thị trường rất quan trọng đó chính là thị trường bất động sản và chúng ta nói tới thị trường bất động sản của Hoa Kỳ còn những nơi khác thì không biết nhưng mà hiện bây giờ đó thì dựa theo những dữ liệu cho thấy được đó lãi suất vay mượn 30 năm để mua bất động sản đó, thì đã tăng từ 5,33% cho đến 5,4% Điều này dẫn đến là ít người đi mua nhà hơn hay là cái số người mà đi mua nhà đó thì họ sẽ không có thể mượn được nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta đã thấy được là cái số lượng hợp đồng nộp để mà mua nhà đó đã giảm 21% so với tuần này năm ngoái, nghĩa là một năm trước. Và chúng ta cũng có thể thấy được là cái nhu cầu refinance nghĩa là mượn lại đó khi mà lãi suất mà các bạn đang ở mức cao mà khi mà lãi suất xuống thấp đó thì nhiều người sẽ mượn lại với lãi suất thấp hơn. Thì chúng ta thì đương nhiên bây giờ xu hướng đang ngược lại lãi suất đang tăng thì 75% nó đã giảm khi mà chúng ta nói tới là cái số lượng người mà muốn refinance lại cho thấy đó là trong những tháng tới đây chúng ta đã bắt đầu thấy nhiều dấu hiệu là bất động sản đã bắt đầu chậm lại rồi và thường cũng nhận được một số những cái thông tin đến từ quận cam đến từ las vegas thì cũng đã bắt đầu có một số nhà cũng đã có xu hướng giảm giá tuy nhiên vẫn không phải là nhiều nhà lắm nhiều nhà thì vẫn tiếp tục giữ được cái mức cao nhưng mà thường nghĩ là cứ tiếp tục như vậy để chúng ta sẽ hoàn toàn có thể thấy là thị trường nó sẽ suy giảm một chút đó là điều mà chúng ta cũng đã nói tới rồi và đương nhiên không phải là bất cứ thị trường nào cũng có, có sự suy giảm đâu. Các bạn đã nhớ là Netflix thì tơi tại cơ nào? Tại vì Netflix thì họ nói là trong cái tình hình này đó thì người ta đăng ký Netflix đã giảm xuống tại vì uh, nhiều người bây giờ họ đã không có ở nhà nhiều như trước đây nữa họ đã có thể ra ngoài được hay là bây giờ họ cũng muốn cắt bớt một số những chi tiêu không cần thiết đó thì Netflix đang bị giảm số lượng người theo dõi nhưng mà chúng ta lại thấy là OnlyFans sẽ nói là không thấy cái dấu hiệu giảm giống như Netflix nói nghĩa là cái người ta đăng ký OnlyFans trang web này thì vẫn tiếp tục giữ được và thậm chí có cái sự tăng trưởng thì có thể là thời điểm thì trường không tốt thì nhiều bạn trai có thể là rất là cô đơn cho nên cái con số của Hone Fan mới tăng lên tôi đi giỡn với các bạn một chút thôi chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto đi nhưng mà trước hết thì tôi muốn trả lời một câu hỏi rất là phổ biến thường nhận được thường xuyên từ các bạn à, đó chính là nhiều bạn hỏi đó là mỗi lần thường chia sẻ tin tức đó, thì nó có đáng tin cậy hay là không độ tin cậy của tin tức đối với thị trường này là bao nhiêu dữ liệu on chain thường thường hay chia sẻ đó có đáng tin cậy hay là không vân vân thì để thường chia sẻ một số những cảm nghĩ cá nhân của thuận với các bạn thì thông tin mà các bạn nhận được đó thì người khác cũng nhận được dữ liệu on chain các bạn thấy người khác cũng sẽ thấy nếu như các bạn mãi hoài nghi đó thì các bạn sẽ mãi sẽ không làm gì hết bạn cũng có thể nghi ngờ nhiều thứ hàng ngày từ chính trị đến thực phẩm nhưng mà những cái nghi ngờ đó cũng không làm bạn bỏ bê cuộc sống của mình thì những cái hoài nghi trong lĩnh vực đầu tư đó cũng không nên làm bạn bỏ bê đầu tư hoàn toàn tin tưởng hay là hoàn toàn hoài nghi đó thì kết quả cũng giống nhau bạn nghĩ đó là họ làm giả dữ liệu cho nên bạn làm ngược lại nhưng mà bạn cũng có thể nghĩ là họ biết bạn sẽ làm ngược lại cho nên họ cố tình đưa ra dữ liệu thật kết quả là bạn sẽ mãi không biết sự thật là như thế nào thuận đó thì lựa chọn lạc quan thận trọng và tiếp tục đầu tư các bạn nên biết là tất cả chỉ là công cụ mà thôi. Nó cũng giống như là nhiều bạn nói nhìn vào cho nhìn vào phân tích kỹ thuật. Thì đương nhiên các bạn phân tích kỹ thuật được, người ta cũng có thể dùng được. Và tất cả đều có thể bị quấy nhiễu. Các bạn nói được là dữ liệu on-chain có thể bị quấy nhiễu, tin tức có thể là giả. Thì đương nhiên tất cả đều có thể bị quấy nhiễu. Phân tích kỹ thuật cũng là như vậy. Làm giả đó thì để các bạn nghĩ đã đến đỉnh hay đến đáy. Điều này đó là có ở tất cả các thị trường, không chỉ riêng là crypto đâu. Nhưng mà chỉ có hai thứ không thể làm giả và cho bạn một cái lợi thế trong đầu tư đó là tư duy và lòng tin mà thôi các thứ khác đó thì cũng chỉ để củng cố lòng tin cho nên trên channel này thường thường hay nói là thuận tin là như vậy tại vì lòng tin là điều quan trọng nhất nếu như đã không có lòng tin rồi đó thì các bạn sẽ không thể qua được những thời điểm không tốt những thời điểm mà bị nhiều tin phết nhiều cái sự lo ngại trong thị trường đâu đó là một số những cái xuyên cá nhân thường muốn chia sẻ với các bạn về câu hỏi phổ biến này và đương nhiên không phải ai bây giờ cũng đang lo sợ đâu một trong những người mà hôm nay rất là bullish về thị trường crypto đó chính là Jim Cramer. Thì Jim Cramer nói là thị trường crypto có thể giúp bạn làm giàu được. Thì không biết chúng ta nên vui hay nên buồn tại vì các bạn cũng nên nhớ là Jim Cramer là một trong những người mà cũng thường hay đoán sai. Chúng ta đã nhớ là trước khi mà Netflix giảm 70% thì Jim Cramer nói là nên mua Netflix. À, trước đây cũng khoảng tháng 9 năm 2008 đó thì Jim Cramer nói là Bear không vấn đề gì, sau đó khoảng chừng thường nhớ là hai tuần thì bé sẽ nó phá sản rồi cho nên hôm nay Jim Cramer rất là bullish về thị trường crypto thì chúng ta không biết nên vui hay nên buồn nhưng mà Jim Cramer thì đưa ra một số lập luận và điều thú vị đó là Jim Cramer nói là không có lưu trữ Bitcoin mà lưu trữ Ethereum lý do tại sao thì cũng không có nói rõ ở đây nhưng mà Jim Cramer nói đó là thị trường này là một thị trường có nhiều cơ hội và có thể giúp các bạn làm giàu đương nhiên cái mà Jim Cramer muốn nói là chúng ta cần phải quản lý rủi ro tại vì thế chương này rất là dao động cho nên Jim mà nói là các bạn có thể mượn tiền để mua nhà các bạn có thể mượn tiền để mua xe nhưng mà các bạn tuyệt đối không được mượn tiền để mà đi mua crypto và về đầu tư bao nhiêu đó thì Jim mà nói là về crypto đó thì chỉ nên khoảng chừng là 5% của tổng tài sản mà thôi và phần trăm này cũng tương tự như là vàng nhưng mà nào mà đầu tư vàng đó, thì cũng nên đầu tư khoảng 5% mà thôi tại vì cả hai cái lĩnh vực này đã đều có nhiều cái rủi ro nhưng mà cho dù biết những rủi ro đó thì Jim Cramer vẫn khuyến khích mọi người tìm hiểu về đầu tư vào trong thị trường này và các bạn có đã biết là nếu nói chỉ đầu tư 5% mà thôi thì tôi đã đầu tư hơn số rất là nhiều rồi các bạn đã biết là hầu như gần là 40% của tài sản thuần đang nằm trong crypto hiện tại rồi không tính những đồng stablecoin Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coi 98 Super App Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví thời trang Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 Chúng ta chuyển qua đi nói về một thông tin lớn ngày hôm nay khác Đó chính là thông tin liên quan tới Ethereum Thì các bạn cũng có thể đã nhận được thông tin là Ethereum đã thành công Merge nghĩa là tích hợp cái mạng lưới Robson Testnet với lại mạng lưới Beacon Chain thì có thể nhiều bạn đọc thông tin này đã cũng không rõ là thì thì bây giờ đó thông tin này chúng ta đã có nhưng mà chúng ta thực sự đang nằm ở trong cái quá trình như thế nào với Ethereum chuyển qua thành Proof of Stake và có Ether 2.0 như nhiều người nói thì để hiểu đơn giản đó Ethereum có rất là nhiều mạng lưới thử nghiệm chứ không phải là một đâu mạng lưới Robson là một trong những mạng lưới thử nghiệm lớn đây là mạng lưới thử nghiệm của Proof Work nghĩa là cái hệ thống đào thường các bạn thì được là họ sẽ thử nghiệm những cái cập nhật trên mạng lưới Robson sau đó thì mới thử nghiệm trên mạng lưới chính đó là về cái phần thử nghiệm trên mạng lưới Proof Work mạng lưới đào chúng ta cũng có một mạng lưới khác bây giờ đang chạy song song với mạng lưới chính đó chính là một cái gọi là Beacon Chain Beacon Chain này đó là mạng lưới Proof Stake của Ethereum bây giờ các bạn có thể stake nhưng mà chưa có hoạt động được gì nhiều tại vì cái đợt Merge á, tích hợp vẫn chưa xảy ra thì cái mà xảy ra ngày hôm nay đó là mạng lưới thử nghiệm của Ethereum đã thành công tích hợp với lại mạng lưới Beacon Chain có nghĩa là đã thành công tích hợp mạng lưới thử nghiệm Proof Work với lại Proof Stake hiện tại. thì bước kế tiếp là gì á? Thật ra Ethereum có rất nhiều những cái mạng lưới testnet chúng ta có Goli và Sepolia thì chúng ta phải thấy những tháng tới đây đó là tích hợp thành công với mạng lưới testnet này rồi sau đó chúng ta mới có the Merge thực sự giữa mạng lưới Proof Work và Proof Stake cho Ethereum. Chính thức và chúng ta có thể là Chờ khoảng chừng là 3 tháng nữa Đó là những thông tin được chia sẻ bởi đội của Terium Nhưng mà đối với Terium thì các bạn đã biết Lúc nào thường cũng tính thêm 3 tháng Thì nếu như mà họ nói là có thể là cuối hè Có nghĩa là khoảng chừng là tháng 9 Chúng ta có thể có The Merge Thì họ nghĩ là chúng ta phải tính tới cuối năm Thì tại vì sẽ có những cái trì hoãn Cho nên tôi không muốn các bạn hy vọng nhiều quá Chúng ta lúc nào cũng cần phải tính cái phần trì hoãn Bây giờ thường sẽ chuyển qua để mà nói Tới một số những cái thông tin Nổi bật ngày hôm nay chúng ta có một cái lời phát biểu đến từ hai người nghị sĩ các bạn đã nhớ là hai người nghị sĩ đó chính là kristen Gillibrand brand và cynthia lumus hai nghị sĩ mà đã đưa ra cái dự luật crypto chúng ta nói tới rất nhiều ngày hôm qua thì có một số những điều đã được đứng chính lại ngày hôm nay cả hai nghị sĩ đó đều đã đứng chính lại là đối với họ đó thì phần lớn những cái crypto trên thị trường sẽ là chứng khoán và sẽ được quản lý bởi SEC không giống như là nhiều người nghĩ là nhiều crypto sẽ được quản lý bởi CFTC nhưng mà họ cũng đã giải thích rõ hơn là những đồng lớn đó như là Ethereum và Bitcoin thì sẽ được quản lý bởi CFTC theo dự luật này tại vì đó là một cái hàng hóa đó là điều chúng ta còn đã nói tới ngày hôm qua rồi và dựa theo vốn hóa đó thì phần lớn vốn hóa thị trường này sẽ được quản lý bởi CFTC nhưng mà tính theo cái số lượng token thì sẽ có nhiều token hơn là được quản lý bởi SEC, bang quản lý chứng khoán Hoa Kỳ tại vì họ nghĩ là nhiều token thực sự là chứng khoán nhưng mà các bạn đang thấy được là điều này đó có nên lo lắng bây giờ hay không thì vẫn chưa đâu tại vì các bạn thấy là trên CoinGecko tính riêng đó, đã có 13.399 token rồi khi mà họ nói được là phần lớn Phần lớn là bao nhiêu token. Các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nói tới là thấp 10 token không phải là chứng khoán nó cũng là tốt rồi. Cho nên chúng ta thật sự là nên hiểu rất nhiều token trên thị trường hiện tại. Cho nên chỉ cần những cái token mà các bạn yêu thích không phải là chứng khoán thì đã là tốt. Nhưng mà đó là điều được tiến chính lại ngày hôm nay. Như bạn có thuận là dự luật này rất tốt thì khả năng thông qua là bao nhiêu. Bây giờ đó bước kế tiếp là chúng ta thấy là dự luật này đã sẽ phải được bỏ phiếu ở Thượng viện và có thể là sẽ không bỏ phiếu hết tất cả các phần chúng ta nói tới ngày hôm qua đâu tại vì nó quá nhiều. Hiện bây giờ đó thì hai nghị sĩ này họ đã chia ra từng phần nhỏ hơn và gửi đến à, những người lập pháp mà họ cần biết cái phần mà họ sẽ bỏ phiếu. Tại vì nhiều nhà lập pháp khác nhau thì họ sẽ chuyên về một số những cái phần trong dự luật này. Có khả năng dự luật này đó là sẽ được thông qua từng phần chứ không phải là thông qua tất cả cùng một lúc. Đó là điều mà được nói đến ngày hôm nay và có thể là chúng ta phải qua tới năm sau thì mới thành công thông qua dự luật này. Đó là những bước kế tiếp. Nhưng mà khả năng đó thì dựa theo KPMG Tax thì nói là khả năng cao là sẽ được thông qua. Nhưng mà thôi không phải là một nhà lập pháp, thường chỉ có thể chia sẻ thông tin này với các bạn mà thôi. Một dữ liệu khác nữa đó, chúng ta thấy là lại có thêm thông tin. Có ba công ty lớn trong thị trường tài chính tham gia vào crypto. Chúng ta nói tới là ba công ty là Citadel Securities, Fidelity Investment và Charles Schwab Cả ba công ty này ra là điều ba công ty tài chính lớn và họ cũng là những công ty hạng nặng Thì đương nhiên họ vào trường này ra chúng ta vui nhưng mà các bạn cũng nên biết thị trường này đó lúc mà những công ty lớn tham gia vào đó thì họ sẽ đem tiền vào thị trường này thì đương nhiên mọi người đều vui tại vì giá cả ổn định rồi lại có cái xu hướng tăng trưởng nhưng mà các bạn nên nhớ đó họ cũng là những người mà sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng của họ và những khách hàng đó đó có thể là sẽ không có tay cứng như là các bạn đâu Thì đương nhiên bất cứ một thông tin nào Các bạn có nhớ lại những ngày đầu tiên các bạn tham gia vào crypto đi Bất cứ một thông tin nào các bạn cũng cảm thấy là lớn và lo sợ Cho nên càng nhiều công ty lớn tham gia vào đó khi mà họ tham gia vào Thì chúng ta có thể thấy vui khi mà tiền vào thị trường này Nhưng mà mỗi lần mà có dao động nó sự dao động nó cũng sẽ lớn chứ không phải nhỏ đâu Chúng ta cũng đã chứng kiến thị trường chứng khoán là một cái ví dụ điển hình rồi chúng ta trước đây đây thì nghĩ là thị trường càng lớn thì cái sự dao động nó có thể càng nhỏ nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu nhất là một thị trường mà có quá nhiều người mới đó thì cái sự dao động vẫn có thể lớn nhưng mà ngược lại dao động lớn thì vẫn có thể cho chúng ta có cái khả năng lợi nhuận cao chúng ta cũng có hai thông tin liên quan tới New York tôi muốn chia sẻ với các bạn một thông tin là thông tin tốt đó, đó chính là cái thống đốc của New York đó chính là Kathy Hochul Cathy là thống đốc của New York và hiện bây giờ đã vẫn chưa ký cái dự luật để thông qua cấm đào Bitcoin sử dụng năng lượng carbon. Chúng ta cũng đã nói tới cái dự luật này rồi, đã được thông qua bởi quốc hội ở New York. Thì chỉ cần là thống đốc ký tên là sẽ được thông qua. Nhưng mà bây giờ đó thì thống đốc đã ngừng lại và không ký, nói là hiện bây giờ đã cần phải tìm hiểu thêm. Tại vì đương nhiên đó là ai cũng nói là muốn bảo vệ môi trường nhưng mà thống đốc của New York cũng có trách nhiệm là phải bảo vệ việc làm ở New York cho nên cấm đào Bitcoin dùng khí carbon không hẳn là một điều tốt đâu. Bây giờ đó kết quả ra sao? Thì dựa theo là phát biểu của thống đốc New York đó, nói là cần phải tìm hiểu và có thể tốn tới 6 tháng có nghĩa là dự luật này có thể là nằm trên bàn. 6 tháng sau chúng ta mới biết kết quả. Ít ra thì chúng ta cũng thấy được là dự luật này đó chưa có được thông qua và có thông qua nữa ảnh hưởng cũng không có lớn lắm nhưng mà đây cũng là một cái thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn nói chung đây là một cái thông tin tốt các bạn thấy được là nói miệng thì ai cũng nói được ai cũng muốn bảo vệ môi trường ai cũng muốn cấm này cấm nọ nhưng mà thật ra đó là những người mà họ không cần phải chịu nhiều trách nhiệm mà thôi khi mà chúng ta thấy một cái luật nào đó đến bàn của thống đốc đến bàn của tổng thống để ký thành luật đó thì lúc đó chúng ta mới thấy thật sự là họ nghĩ gì Đương nhiên, những nghị sĩ đã ai cũng muốn đưa ra cái luật này ở New York cho nên họ mới thông qua quốc hội Nhưng mà người mà ký tên là thống đốc Cho nên bây giờ thống đốc ngưng lại nói là chờ chút để xem coi là thật sự ảnh hưởng ra sao Chứ không phải là chỉ ký là thông qua gì được Và New York đó thì cũng có một thông tin khác ngày hôm nay Là họ đã đưa ra một cái đề xuất Đây không phải là một dự luật nữa Họ chỉ mới bắt đầu đưa ra một cái đề xuất mà thôi Về những cái đồng stablecoin nên hoạt động ra sao nếu như mà có hoạt động ở New York thì cái mà họ nói đây đó là đối với tiểu bang New York Một cái công ty mà có đăng ký với lại bộ tài chính New York đó Thì công ty đó khi mà phát hành stablecoin đó là cần phải có đầy đủ tiền Và cần phải mở cửa để cho bất cứ ai muốn đổi đồng stablecoin ra đồng pháp định Điều đơn giản và họ cần phải có tiền sẵn để mà đổi cho người tiêu dùng Tôi nghĩ đây cũng là một điều tốt có thể làm cho nhiều người bớt lo lắng hơn về những stablecoin nhưng mà điều quan trọng đó là những cái stablecoin nào được quản lý bởi New York thì các bạn thấy được là đây là một cái danh sách à, chúng ta có đồng Paxo Standard chúng ta có đồng Binance USD thường cũng mới biết là đồng Binance USD là một đồng mà có bàn hoạt động ở New York và được sự quản lý bởi bộ tài chính New York kế tiếp đó là đồng Gemini Dollars nghĩa là đồng ổn định của sàn Gemini một đồng khác nó thường cũng không có rõ đó chính là Zetara Dollar, ZUSD Thường không biết đồng này là đồng như thế nào Nhưng mà có um, hai đồng các bạn không thấy đây Đó chính là đồng USDC đồng của Circle Thường không biết tại sao mà không có mặt ở đây Và một đồng nữa Đương nhiên các bạn đã biết đồng nào rồi Đó chính là đồng Tether Đó không phải là một đồng Hoạt động ở New York và quản lý bởi Bộ Tài chính ở New York cho nên điều này đó thì có nghĩa là cho dù New York ra luật đi nữa Thì uh, chúng ta cũng sẽ không thấy Tether cần phải tuân theo đâu Tại vì họ không phải là một table coin của bạc hoạt ở New York Thông tin kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó Đó chính là thông tin liên quan đến công ty Satellite TV Có nghĩa là công ty TV vệ tinh đó, để các bạn có thể bắt đài Xem đài truyền hình mà thông qua những cái uh, vệ tinh mà các bạn gắn trên chân nhà đó Thì công ty này đã có sự hợp tác với lại... Uh, Cardano và đặc biệt hơn đó là họ sử dụng một công nghệ có tên là Input Output Global Technology của Cardano và Cardano đó sẽ giúp công ty này quản lý những cái điểm của người tiêu dùng thì người tiêu dùng đó khi mà họ sử dụng dịch vụ này họ sẽ được tích lũy điểm thưởng thì cái điểm thưởng đó, đó là sẽ được lưu lại trên mạng lưới của Cardano và sẽ có những cái token điểm thưởng được tạo ra và xóa đi trong lưới Cardano dựa theo danh sách chính thức đến từ công ty Disney cũng là một thông tin tốt cho những mà nào mà yêu thích đồng Cardano và có một cái bài bỏ phiếu đó thì nghĩ bài bỏ phiếu này cũng không có phải là chuẩn lắm tại vì chúng ta thấy được là London Real là một cái um, Twitter lớn thì đưa ra một câu hỏi là bạn đang lưu trữ token gì trong cái mùa bear market này thì sự lựa chọn ra chỉ có ba đồng mà thôi Bitcoin, Ethereum, Cardano và một số những đồng khác thì chúng ta thấy được là 77% trong số 8.861 của bỏ phiếu này nói là đang lưu trữ Cardano. Thông tin kế tiếp là thông tin liên quan đến Litecoin thì đáng tiếc là chúng ta thấy được là Litecoin gần đây đó cũng đã tích hợp cái công nghệ Mimblewimble, đó chính là công nghệ mà cho đồng Litecoin thêm một số những cái chức năng ẩn danh. À, nhưng mà vì cái chức năng đó đó bây giờ chúng ta thấy được là một sàn lớn ở Hàn Quốc đây chính là sàn Upbit nói là vì lý do pháp lý đó họ sẽ delist đồng Litecoin này và những người mà sử dụng sàn của họ ra thì có 30 ngày để rút đồng Litecoin đồng ẩn danh đó, như là chúng ta nói tới Monero là một chuyên đồng mà rất nổi trong cái thời điểm từ năm 2018 và năm 2017 nhưng mà càng ngày chúng ta càng rõ ràng hơn là tuy là những như là pháp đó thì chúng ta đã thấy là có nhiều người cũng đang nghiêng về thị trường crypto rồi có cái sự chấp nhận đối với công nghệ blockchain và crypto nhất là những crypto lớn như là chúng ta nói tới uh, bitcoin, ethereum vân vân nhưng mà khi mà nói tới những đồng ẩn danh á, như là monero hay là những công nghệ ẩn danh như là wimble thì thật ra họ không thích lắm cho nên đã từ lâu đó chúng ta cũng đã biết là những cái đồng ẩn danh đó, ngày lại càng bị xóa đi trên những cái sàn tại vì chính phủ khắp nơi không thích tiền đồng đó đáng tiếc đều thông tin liên quan tới Litecoin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một tài liệu khác nữa đó là chúng ta thấy là có một cây vụ tấn công xảy ra trên mạng lưới tầng 2 của Ethereum đó chính là Optimism thì Optimism là mạng lưới tầng 2 của Ethereum và gần đây họ cũng đã airdrop cái token up cho những người mà sử dụng mạng lưới của họ sau khi airdrop đó, tới ngày 26 tháng 5 đó, thì có một cái cuộc tấn công thực ra đó là một cái lỗi trên mạng lưới. Tổng cộng đó theo thống kê thì đã có 20 triệu đồng up token đã bị mất đi. Và chúng ta thấy được là một triệu token đó đáng giá khoảng 1,3 triệu đô la đã bán ngày 5 tây tháng 6. À, một phần nữa là một triệu token đó đáng giá khoảng 730.000 đô đã được gửi tới cho ví của Vitalik Buterin không biết là tại sao nhưng họ lại gửi tới ví của Vitalik ngày hôm nay cái số thu kỳ còn lại đó thì vẫn nằm yên một chỗ à, đây là cái thông tin mới nhất mà chúng ta biết về cái vụ uh, tấn công này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay hôm nay thì là một ngày mà cũng không có nhiều thông tin lắm nhưng mà tôi cũng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thăm mô link của Thuận Capital. Giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên. FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEPX, sàn SNX và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như như bên nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hành nói đến. Và Thuận, hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got